さんこんにちは。先生こんにちは。皆さんこんにちは。こんにちは。Vâng, hôm nay chúng ta sẽ bước vào buổi đầu tiên của Hiragana, được nhỉ? Về bảng chữ Hiragana. Như từ trước đã nói rồi thì hôm nay chúng ta sẽ học gì nhỉ? Hàng A này, cái đầu tiên hàng A này, hàng K và hàng Sa, được chưa nào? Hàng A và hàng K. Vậy thì chúng ta cứ lần lượt biết từng chữ này thôi. Trước tiên thì chúng ta sẽ vào chữ đầu tiên là chữ A, được chưa nào? Đây là chữ A của chúng ta, được chưa nào? Hay. Chữ A này sẽ có 3 nét, 3 nét nhé, các bạn để ý này, được chưa nào? Và mình để ô bên này trống để mình sẽ viết ở đây. Được chưa? À, và nét. Các nhìn thấy nhá. Nét thứ nhất là chúng ta sẽ kéo ngang ra được nhé. À, được chưa nào? Hai. Nét thứ hai này, kéo xuống. Các nhìn thấy nó giống cái gì nhỉ? Giống thanh kiếm đúng không? Giống thanh kiếm đúng không? Hai. Và cái nét này các bạn để ý nhá, ở góc này. Đó, để từ góc này đây, đặt từ đây. Đấy. Được chưa? Này giống con cá. Giống con cá gì này? Viết thêm đây thì mắt được. Thanh kiếm đâm vào con cá. Chị kiểu A một cái A. Thế là chúng ta được chữ A. Thế nào? A. Viết đi. Ok, hết một hàng. Hết một hàng mình sẽ cho ví dụ. Đấy nhỉ? Hết một hàng mình sẽ cho ví dụ. Và bạn cố gắng như thế này nhé. Mỗi một chữ, mỗi một chữ các bạn viết thành ba hàng cho mình. Đấy thế nào? Hay. Đấy, các bạn cố gắng trình bày vào này cho mình này. Ví dụ đây là vào của mình đúng không? Ok. À, chữ A thì chúng ta sẽ viết 3 hàng. 1, 2, 3. Nhưng mà các bạn đừng viết hết, các bạn để thừa ra một tí ở đây. Được chưa nào? Thừa ra một tí. Để tí nữa thì chúng ta sẽ viết từ vựng từ mới vào bên góc này. Được chưa? Đây là hàng A này, hàng Y này, 3 hàng đẹp nhé. Hàng Ư này. Được chưa nào? Thừa ra tầm khoảng một chút đây để viết. Được chưa? Hay. Nào các bạn viết đi nào. Các bạn cũng viết đi nhá. Ok. Thúy chắc ở nhà học rồi sao viết nhanh đẹp thế. Đây Tú cũng thế này, chắc là các bạn lên truyền hình ra, truyền hình lên tivi ra ở nhà học. Nhưng mà Nhung viết là không đẹp nào. Đây viết lại lần nữa nhá, con xem này. Một nét, hai nét được chưa? Bắt đầu từ góc này. Đấy. Dễ được không nào? Ok, xong chưa nào? Rồi ok, chúng ta chuyển sang chữ tiếp theo nhá. Nhớ viết như này cho mình nhé. Ok, chữ tiếp theo này. Chữ Y. Y. Y nhé. Ok, chữ Y này. Bạn nhớ cho mình nhé. Ở bên hai này, một nét như thế này. Y. Được chưa? Bên này có thêm một tiếng được mà không có được. Mình viết lần lần nhé. Y. Viết to hơi khó, quen viết bé. Y nhé. Y. Các bạn tưởng tượng nha. Đây là cánh tay bên phải và cánh tay bên trái này. Đó. Cánh phải dài hơn tay bên trái. Y. 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 Dặn y. Y, nếu mà chúng ta có hai chữ y chẳng hạn như thế này nhé. Y. Thì chúng ta sẽ có một từ vựng. Y này có nghĩa là gì? Được. Y. Y y y this. Y y y. Thế nhỉ? Y thế. Tưởng tượng là gì? Chúng ta đang nâng cúp vô địch chẳng hạn. Cầm cúp vô địch hai tay cầm du lịch. Y y vô địch rồi. À mà như hôm nay có bóng đá Việt Nam đấy, đúng không? Việt Nam gặp Iraq đấy. Việt Nam gặp Iraq, đúng không? Việt Nam sẽ vô địch. Y. Được chưa? Y được nhé. Xong chữ Y nhá. Vâng. Chúng ta chuyển sang chữ tiếp theo này. Chữ Ư. Ư đúng không nào? Ư. 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 Được chưa? Ư này. Các bạn tưởng tượng chữ Ư đơn giản này. Đây nhá. Ê to. Phải trên này. Ư này. Phải bên trên này. Phải bên trên của chúng ta giống như là gì nhỉ? Giống như cái mái tóc. Mái tóc xong bắt đầu gì nhỉ? Đấy, đây là cái tai của mình, tóc vắt trên tai, đúng không? Ừ. Đây là thủ thỉ vào tai người yêu. Ừ. Đấy chưa? Rồi, chúng ta sẽ được chữ ư. Ư, nhé. Ư. 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 Được chưa nào? Rồi, nghe thêm, viết lại. Vậy, một cái này. Ừ. Viết cái tai, đúng không? Ôi. Tai, nhé. Rất là dễ. Được chưa nào? Ừ. Được chưa? Rồi. Chuyển sang chữ tiếp theo nhá. Chữ Ư này. Ê. 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 Nó nhìn thấy giống cái gì? Giống chữ Z. Chữ Z đúng không? Mà nhìn thấy giống chữ Z đó. Hoặc là giống số 2 của mình đúng không nào? Đúng không? Ở bên trên cũng còn giống phải giống chữ Ư này. Nhưng mà gì đây nhỉ? Đây là giống số 2 đi. Tưởng tượng giống số 2 đi. Được chưa? Vừa còn chữ Ư vào cái tai rồi. Bây giờ hai cái tai là chữ Ê.
Thọt gì nhỉ? Thì thầm vào đôi tai. Dậy. Cái tay này, một cái tay này. Ê. Viết có thể viết dài ra đến tận đây được. Phần 70%. Thế nhỉ? Chưa lại 30%. Nhá, ấn vào đây. Cặn viết cho mình gì nhỉ? 70%. 30% để viết ví dụ. Ok chưa? Ê được đấy. Ê dễ rồi đúng không? Cái này làm nữa nha. Đạch ngang này. Đúng như thế này. Hơi bằng lên một tí đấy. Ê. Nửa của số 7, nửa của số 2. Tiếp theo này. Ô được chưa? Ô thì nó cần dùng chữ A vừa nãy á. Vừa nãy chữ A chúng ta là như thế này đúng không? Hơi cong xuống này đúng không? Nhưng mà đến đây thì chúng ta sẽ bỏ cành kiếm này sẽ bị bẻ cong. Bẻ cong lại đúng không? Bẻ cong và gãy cái mũi kiếm này là bắn ra đây. Được chưa? Ô. Thế chưa? Cắm như thế, cắm thành kiếm xong rồi nó cong đúng không? Nó cong vào như này xong rồi nó gãy cái mũi kiếm này. Được chưa? Ô. Ô gãy rồi. Được không? Ô gãy rồi. Thế nào? Ô. Các bạn vừa viết vừa đọc là ô. 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 Nhá. A. A. I. I. Ư. Ư. E. E. Ô. Ô. A. A. I. I. Ư. Ư. E. E. Ô. Ô. Thế là xong chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta đi hết hàng A rồi đúng không? Chúng ta đi vào ví dụ. Ví dụ được nhé. Đây. Bấm vào hàng mình sẽ cho 5 ví dụ. Thế nào? Đây. Ví dụ đầu tiên này. Đây là chữ gì đây? Vào sao? A. Chữ này chữ gì đây? Ư. Ư đúng không? A ư nhưng mà không đọc là a ư, đọc gần giống ao. 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 Các đọc mình ao. Ao. Đúng rồi, audition is next. Ao có nghĩa là gặp bạn, gặp nhỉ? Gặp bạn để nhảy audition. Thấy chưa? Ao. Ao. Ao như bị ai véo vào xong kêu ao đúng không? Ao. Ao. Gặp bạn thế là con bạn nó véo cho mình cả. Ao. Các đọc ao. 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 Tomodachi ni ao. Nên là gặp bạn này. Được chưa? Nhưng mà ao chỉ là động từ gặp thôi. Tiếp theo. Ie. 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 Ie là nhà. Được chưa? Nhà có hai cũng nói. Đây là một cái nói. Được chưa? Đây. Các đọc. Ie. 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 Ie là nhà. Ie. Nhà. Được chưa? Đây, đây là chữ gì đây? E. E và trên đó. E. E là bức tranh. Yeah. E là bức tranh. E. 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 E là bức tranh. E là bức tranh. Được chưa? Tiếp theo, chữ này đọc bằng gì Thúy? U. E. Đúng rồi. U. E. U. E. Bắt đầu. U. E. U. E. U. E. U. E. U. E. Ưu ê là bên trên này nhé. Bên trên bức tranh có gì? Ưu ê. Ưu ê. Đọc ưu ê. Ưu ê. Ưu ê. Ưu ê. Ưu ê nhé. Tiếp theo, Tú. Đọc chỗ này. A. O. I. Đọc là? A. Ôi. Ừ đúng rồi. A. Ôi. A. Ôi. A. Ôi. A ôi. A ôi. A ôi. A ôi là màu xanh nhỉ chưa? Đây, màu xanh nước biển hay là màu xanh nhà trời? Không phải xanh lá cây nhá. Thấy chưa? Màu xanh nước biển, màu xanh nhà trời đấy. Bạn nào? A ôi. Đó là a ôi. A ôi. A ôi. A ôi. Tưởng tượng như người mẹ đang bế con xong bắt đầu ru con a ôi. Ở biển á, đứng ở bãi biển đúng không? Giữa thì là giữa bầu trời xanh ngắt và cái biển xanh ngắt. Ru con a ôi. A ôi. Thấy chưa? A ôi là màu xanh. Nào đọc lại một lần nữa nhá. Thúy nào. Ao. Ye. E. Ư. E. Aoi. Aoi thế. Tú nào. Ao. Ye. E. Ư. E. Aoi. Aoi thế. Này. Ye. 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 Ye thế. Này. Ư. E. Ư. E. Ư. E thế. Aoi. Aoi. Này. Dùng. Aoi.
ư ê ê i ê ao ao ですね ao ok hai bên này chúng ta đã xong hàng a rồi nào ok các bạn ở đằng sau ông Quỳnh máy quay cũng gì nhỉ khi mà mình nhận phát âm cho các bạn ở đây thì các bạn cũng cố gắng tạo cái hành tiếng nhá ok chưa nhỉ hai chúng ta đi đến hàng tiếp theo đó là hàng ca hàng ca này nhé hàng ca đáp hàng ca 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 như nào rồi chữ ca có ba nét Bạn nét, nhìn chưa? Các bạn biết theo mình này, biết theo nét này. Ngang chứ này. Phải lên, nhớ phải lên tí nhá. Ok. Xong này kéo xuống này. Như thế nào? Kéo xuống. Xong đầu phải. Nó cho nó dài dài một tí nhá. Cả. Nào, các lớp cũng biết vừa viết vừa đọc nào. Ca. 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 Được chưa nào? Ca được nhé. Ca. Ca. Ok. Được chưa? Được. Ok, chúng ta chuyển sang chữ tiếp theo này. Đến chữ ki. Ki. Được chưa? Ki. Ki. Ki nhé. Ok. Ki. Ki thì đây là một cách viết của nó. Đây mình viết lại cái nét này đây. Một nét, hai nét. Cái này giống dấu thăng cả. Đúng không? Dấu thăng này nhé. Dấu thăng. Đến đây thì chúng ta bắt đầu vòng tròn như thế này đúng không nào? Tuy nhiên thì có một cách viết khác đó là gì đây? Ki này. Đến đây chúng ta không vòng nữa mà chúng ta vòng này chúng ta nhấc bút đây chúng ta phải này. Đấy, cái chúng ta nhấc bút này chúng ta phải như thế này. Thường thế các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ này nhiều. Nhưng mà khi đánh máy thì sẽ nhìn thấy chữ này nhiều. Ki. Ki này. Bắt đầu ki. 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 Ok, ki nhé. Ki. Nếu mà có chữ ca và chữ ki thì chúng ta sẽ được quả hồng ấy. Okay. Quả hồng. Ví dụ như quần quần kaki của chúng ta đúng không? Chúng ta in hình quả hồng lên. Đấy. In lên cái quần màu kaki của mình, quả hồng vào đấy. Được chưa? Hay là cái áo kaki này được. Quả hồng. Ok, ki dễ rồi đúng không? Biết lại lần cuối cùng này. Một, hai, chéo lên nhá, từ dưới lên nhớ chưa? Một, hai. Kéo đây mà phải đấy chưa kì à, chữ thứ hai chữ cư à, chữ cư này chữ cư dấu nhỏ hơn đúng không nào cư này cư chữ dễ chứ này dễ siêu dễ cư lớn hơn nhỏ hơn này cư nhá cư này cư cư chữ này dễ rồi đúng không nào chuyển sang chữ thứ hai kê 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 đấy nhé kê như kiểu bảo kê ấy nhá kê có hai nét được chưa cái nét đầu tiên này giống như chữ y vào đây đúng không nào vâng. Chữ y vào đây là như này nhỉ phải như phải này trong bắt đầu như thế này đúng không đúng không rồi bây giờ chúng ta sẽ có bảo kê thì chúng ta đây là thanh kiếm đi đây là một thanh kiếm đây là lá chắn đó vừa vừa có kiếm vừa có lá chắn để bảo kê được khiên đó. Khiên này khiên đúng không vừa có khiên vừa có kiếm để bảo kê nhớ chứ cái kê này viết dài ra chưa cho bằng luôn đây này còn dài hơn một tí cũng được đừng viết ngắn hơn nó không đẹp nữa kê 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 dạ kê kê dễ đúng không nào ca kì có đọc là ca ca ki ki cư cư kè 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 cô 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 chữ cô này thì đây là gì ở trong máy tính trong gì trong máy người ta sẽ đánh ra chữ này nhưng mà thực tế khi mà viết thì các bạn chỉ cần viết như này cho mình thôi cô giống như cái đôi môi của mình ạ cô bằng ok đôi môi của cô ok và nếu mà chúng ta thì để hai chữ này gần nhau cô là ở đây này môi đây này môi của cô ở đây này cô thấy thế nào giống đôi môi không cô này đấy cô sau này viết ngoái thì thầy toàn viết như thế này cô viết nhanh nhá sẽ như thế này ok cô đôi môi lên này ra ngoài đúng nào cái đọc là ca ki ki cư cư kè kè cô cô ok hai đi đến từ vựng nó sẽ có 9 từ vựng thế nào hai
chữ này là con gì? Nhung. Ca. Đúng rồi, ca. Ca là con muỗi. Con muỗi. Ghi vào, ca là con muỗi. Nghe ca. Tiếp theo. Chữ này như gì chú? Kỳ. Đúng rồi, kỳ, kỳ là cây này, đấy. Kỳ là cây này. Kỳ này, cây cây. Cây. Kỳ. Kỳ là cây. Tiếp theo, vừa đây chúng ta đã học từ này rồi, chú ý đọc lại nào. Kaki. Kaki là gì nhỉ? Quả hồng ạ. Đúng rồi, quả hồng đúng không ạ? In quả hồng, quả hồng kaki. Tiếp theo. Tố thử đọc từ này đi. A. Akai. Đúng rồi, akai. Akai. Các bạn đọc ạ? Akai. 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 Akai là màu đỏ. Akai. Akai. Như kiểu là tưởng tượng là a cay á, a cay quá, như kiểu tưởng tượng cái quả ớt màu đỏ không, ăn cái quả ớt màu đỏ thế nào, a cay quá. Thế chưa thì thế là a cay. Thấy chưa? A cay. A cay. A cay. A cay. Thấy chưa nào? A cay màu đỏ, ăn quả ớt màu đỏ thế nhỉ? A cay. A cay quá. Tiếp theo năm này, đọc vào tí. Iku. À đúng rồi, iku. Iku. Alo, iku. 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 Iku là đi nhỉ chứ nhỉ? Iku. 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 À, các lớp đọc lại từ đầu nào. Ka. Ka. Ki. Ki. Kaki. Kaki. Akai. 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 Iku. 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 Như nào? Tiếp. Thúy. Kaku. Đúng rồi. Kaku. Các cự. Các cự là viết đấy, các cự, các cự. Các cự. Các cự. Nhiều cá cược ấy. Các cự, các cự, các cược sân thằng viết nhanh hơn. Còn cá cược ấy, sân thằng viết nhanh hơn. Cá cược sân thằng nào viết nhanh hơn. Nó đọc các cự. Các cự. Các cự. Các cự. Các cự. Ok. Rồi, viết tiếp theo. Hai chữ này gần giống nhau không? Nghe chữ gì đây? Y. Kê. Đúng rồi, Ike nhé. Ike. Ok, Ike là cái ao. Ike. Ike là cái ao. Ike. Dạ, Ike. Ike là cái ao. Nhưng mà gì nhỉ? Trong văn nói khi mà người ta nói Ike. 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 Ike là biến đi nhỉ? Biến đi. Ike. 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 Biến nhỉ? Biến xuống. Biến xuống. Biến xuống. Biến xuống. Biến xuống. Ike. Ike. Được chưa? Chứ cái nào rồi đúng không? Bạn làm là gì nhỉ? Coco đúng không? Coco. Hai cái môi đây đúng không? Coco ở đây đúng không? Coco đây. Tiếp theo số 9 này. Coe. 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 Coe là giọng của mình nhé. Coe, giọng. Coe. 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 Coe đấy. Đấy, xong rồi. Thúy đọc lại từ đầu. Ka, ki, kaki, akai, iku, kaku, ike, koko, koe. Koko, được rồi, nghe tú. Koe, koko, ike, kaku. 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 Kaku đấy nhé. Iku, akai, kaki, ki, ka. Ok, ka đấy nhé. Nhung. Ike. Ike. Akai. Akai, đúng rồi. Kaku. Kaku, ok. Iku. Iku, ok. Lớp này học siêu đấy nhỉ? Chắc là nhà phải ôn bài kỹ lắm đấy đúng không? Tiếp theo. Rồi, hàng cuối cùng trong bảng chữ cái ngày hôm nay. Đó là gì nhỉ? Chữ này chữ gì đây? Sa đúng không? Sa. 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 Ca nó mình phải sa đúng không? Sa. Sa được nhá. Sa. Sa thì gần giống chữ ki vừa nãy đấy. Đúng nào, các bạn nhớ không? Đây là chữ kỳ đúng không? Kỳ này đúng không? Nhưng mà bây giờ chỉ việc một vài này thôi đúng không? Sa. Tương tự như chữ kỳ vừa nãy thì nhỉ? Chữ sa có thêm một cách viết là gì nhỉ? Dừng đây mà, phải này. Sa đấy nhé. Sa. Sa. Các đọc sa. 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 Như thế nào? Sa. Nếu mà chúng ta sẽ có một từ vựng là saki chẳng hạn. Saki. 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 Saki nào phía trước. Saki phía trước.
Sau này sử dụng từ này cũng nhiều, ví dụ ở phía trước hoặc là tôi về trước để dùng từ này. Saki ni shiteshimasu. Ok, saki ni shiteshimasu. Ok. Ok. Được chưa nhỉ? Rồi. Tiếp. Chị đang chữ gì đây nhỉ? Sa nó đến gì nhỉ? Si. 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 Ngay các bạn đọc âm rõ một tí nhé. Si. 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 Đúng không? Si thì giống mắc câu đúng không? Si. 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 Mắc câu. Si. Si. Vậy chúng ta học được chữ sashi đấy, nhưng mà học được chữ mi nữa thì biết được chữ sashimi. Sashimi. Gọi, gọi sống á. Nó gọi đấy. Sashimi. Sashimi. Đây là chữ sashi đấy. Sashi. Được chưa? Chữ si xong rồi, chữ si viết dễ đúng không nào? Vâng. Chữ sa viết dễ đúng không nào? Đấy á. Chuyển sang chữ tiếp theo này. Sư. 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 Đấy á. Sư. Sư đấy nhé, sư, xà, si, sư đấy. Giống chữ gì đây trong tiếng Việt, con nhớ chữ gì không? Chữ đờ. Đờ đúng không? Chữ đờ nhưng phải cong đúng không? Ừ, vậy chúng ta sẽ được chữ sư. Sư. Đờ. Sư. Đây là sư. Sư. Giống chữ đờ. Sư, sư, sư. Sư nếu mà đứng một mình nó nghĩa là giống. Giấm. Giấm. Giấm á? Giấm ăn đấy. À giấm. Giấm. Ừ. Sự dễ rồi đúng không? Từng tự nhiên là chữ sa này à, gần giống chữ ki này. Chữ si thì giống như nhỉ? Móc câu. Móc câu này. Chữ sư thì gần giống chữ đờ này đúng không? Ok. Đi nhỉ? Sư được đấy. Dễ rồi đúng không? Đây. Đây cuối cùng là chữ xê. Xê được đấy. Xê. Ừ, xê. Sa si sư xê. Xê. Xê này, chúng ta biết ngang ngang trước kìa nhỉ? Ngang ngang. Sau thì ngang số 2 bên này trước đúng không? Phải đưa một tí. Này kéo, nhớ kéo dài bằng cái này nhớ chưa? Xê. 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 Hai, xe được nhé. Sa, si, sư, xe. Nhé. Và cuối cùng sẽ là chữ sô. 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 Sô dễ mà. Là sô. 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 Sô nó bình thường nhé. Cái sô như tiếng Việt là sô sô. 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 Và cái chữ này này. Bình thường số 3 chúng ta sẽ viết như này nhỉ? Như thế này đúng không? Số 3 Việt Nam đúng không? Ừ. Thì bây giờ chúng ta sẽ bẻ cong nó ngược lại. Thì đây thì không bằng cái chúng ta sẽ ngược lại. Sô. Sô. Sô này. Đấy, phải còn sô này. Sô. Sà, si, sư, xe, sô. Nhá. Sô. 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 Sà. Sà. Si. Si. Sư. Sư. Xe. Xe. Sô. 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 Được chưa? Đây rồi không? Vậy là ai ghi đều cả ghi ghi cộng xa xì xì xô đã xong rồi. Ok, chúng ta đi đến ví dụ là của hàng gì nhỉ? Hàng xô này, tất cả luôn, có cả ca luôn, vào đây luôn. Ok, hãy nào được không? Nào, đúng còn nhớ không? Chữ này chữ gì đây? Ca. À ca đúng rồi. Sa. Sa đúng rồi, bây giờ là ca sa. Ca sa. Ca sa. Ca sa. Ca sa. Ca sa. Ngứa đây. Cái gì đây? À, cái ô. Cái ô đúng rồi, ca sạ là cái ô nhỉ? Ca sạ là cái ô. Ca sạ là cái ô. Tiếp. Cái gì đây? Saka. 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 Ngược lại đó, ca sạ saka nhé. Chẳng hạn như mình đang cầm ô đi lên dốc. Thế saka là con dốc. Saka. Thấy chưa? Saka là con dốc. Nghe không? Ca sạ. Saka. Saka. Tiếp theo. Chữ này chữ nào rồi? Chữ này. Si-o. Đúng rồi, chữ này chữ O đúng không? Si-o. Ok, đọc nào. Si-o. 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 Si-o là muối. Muối. Muối ăn đấy. Muối ăn đấy. Si-o đấy. Tiếp. Chữ này. Đúng mình vừa nãy vừa nói rồi.
chữ đờ sư là gì nhỉ? Dầm mặn. Dầm mặn đúng không? Dầm mặn. Tiếp theo sushi. 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 Sushi là gì nhỉ? Món gì nhỉ? Cơm quận đấy. Sushi. Sushi đấy, món cơm quận đấy nhá. Sushi nhìn này rất là đẹp này. Sushi này. Sushi. Hai, sushi được chưa? Hai. Tiếp theo là thế giới. Thế giới. Thế giới. Thế giới. Cái này mình vừa học xong đúng không nào? Thế đúng không? Chữ này chữ cài, chữ y này này. Thế giới. Thế giới. Thế giới. Thế giới. Thế giới là thế giới, được không? Thế giới. Thế giới. Thế giới. Thế giới. Thế giới được chưa? Hai. Nhung. Đọc chữ này thế nào? Nhung sao? Sô. Vừa học xong. Ồ, sô. Cô. À, soko. Soko. Soko là đó. Ở đó. Này, bắt đầu. Soko. 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 Được chưa? Soko được nhé. Ở đó. Ở đó. Coco là đây đúng không? À. Coco vừa ở đây đúng không? Soko là đó. Coco là here đúng không? Here được nhé. Hay, soko là there. Yes. Hay. Coco, soko. Tiếp theo, số 8 này. Các con gì tú? Ừ, so. Uso là nói dối, nói điều gì nhỉ? Điều nghe, uso. Uso. Được chưa? Từ này hay dùng, mấy con ghi vào nhá. Uso. 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 Được thế nào? Uso, uso. Ai, Thúy đọc lại rồi. Vị trí bạn, vị trí số 1. Kasa. À. Saka. Ừ. Siyo. Ừ. Su. Ừ. Sushi. Ừ. Sekai. Ừ. Seko. Soko. Soko. Uso. Uso đấy nhé. Hay. Số 6 đọc là Sekai. 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 Ừ. Hoặc đọc bình thường ngang ngang được Sekai. Sekai. Sekai nhé. Sekai là gì? Sekai là thế giới. Thế giới. Thế giới này đúng không? Hay. Tú. Đọc là đọc. Kasa. Ừ. Saka. Ừ. Shio. Ừ. Su. Ừ. Sushi. Ừ. Sekai. Sekai. Soko. Soko. Uso. Uso. Nhưng đọc rồi lại, thứ 8, là 1. Uso. Soko. Sekai. Sushi. Su. Sio. Saka. Saka. Kasa. 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 Cũng được. Nhưng mà chữ số 6. Tiếp. Rồi. Cười nữa. Đây. Ông đi ngược. Đi ngược à? À, tú đi ngược. Đi ngược này nữa. Rồi. Ok. Được chưa nào? Một ví dụ này đúng không? Nhiều này. Đấy. Khá là đẹp. Nhưng mà chữ hơi kiểu trẻ con á. Chữ bị tròn nữa. Ok. Chọn như người Nhung ấy. Ok, vậy là chúng ta đã gì nhỉ? Học xong buổi học thứ hai rồi đúng không nào? Các bạn thấy nào, buổi học hôm nay có thú vị không? Có. Thấy không? Thế là học được 15 chữ rồi đấy. Ủa, nhiều thế ạ? 3 lần như thế nào, 2 lần như thế này nữa là hết. Được chưa nào? Ok, vậy là buổi học chúng ta ngày hôm nay kết thúc tại đây nhá. Ok. Hai minasan, arigatou gozaimashita. Sensei, arigatou gozaimashita. みなさん、ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。